Lượng khách hàng đến Mylisa lúc nào cũng đông như chảy hội. Đây chính là minh chứng chính xác nhất cho chất lượng sản phẩm của nhà Mylisa. Mylisa nói thật, làm thật, phải làm cho khách hàng thật đẹp thì mẹ mới giới thiệu cho con, bạn bè mới giới thiệu cho nhau theo cấp số nhân. Nên lượng khách hàng của Mylisa mặc dù đầu tháng hay cuối tháng thì lúc nào cũng đông vui tấp nập. Lượng khách hàng đến với Mylisa chính là minh chứng chính xác nhất cho chất lượng sản phẩm của nhà Mylisa luôn nha. Khẳng định luôn, thẩm mỹ viện Mylisa đến là đẹp. Và em đang phát trực tiếp cho các chị xem lượng khách ngay lúc này, mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Mới có hơn 7 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 2023. Và livestream này là livestream phát trực tiếp, chứ không hề phải là phát livestream đi, phát trên livestream lại nha. Mylisa đang phát livestream trực tiếp cho các chị xem đây ạ. Và lượng khách tại Mylisa dù đầu tuần hay cuối tuần thì lúc nào cũng đông như chảy hội nha. Điều này minh chứng chính xác nhất cho chất lượng và sản phẩm của nhà Mylisa nha. Các chị có thấy không ạ? Lượng khách lúc này mới có hơn 7 giờ sáng thôi. Mới có hơn 7 giờ sáng thôi mà lượng khách, các chị có thấy đông không ạ? Có thấy không khí đông vui tấp nập không ạ? Lượng khách hàng đông là minh chứng chính xác nhất cho chất lượng của Mylisa, sản phẩm của Mylisa có tốt thì các chị mới tin yêu, mới đến Mylisa để làm đẹp đông như chảy hội như thế này luôn ạ. Và đi làm đẹp đông như chảy hội là có thật luôn nha. Các chị có thấy không ạ? Lượng khách ngay lúc này, em đang phát livestream cho các chị xem nha. Lượng khách lúc này ngay lúc này tại chi nhánh của Mylisa đây ạ. Và các chị thấy không ạ? Lượng khách tại Mylisa đông như chảy hội luôn. Điều này là minh chứng chính xác nhất cho chất lượng của sản phẩm của nhà Mylisa. Dịch vụ của Mylisa có tốt thì các chị mới tin yêu sử dụng dịch vụ của Mylisa nhá. Mẹ làm đẹp về giới thiệu cho con làm đẹp rồi giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của mình. Nên lượng khách hàng của Mylisa lúc nào cũng đông như chảy hội luôn ạ. Các chị thấy không? Điều này minh chứng chính xác nhất cho chất lượng dịch vụ của nhà Mylisa, chất lượng sản phẩm của nhà Mylisa nhá. Mylisa có làm đẹp cho các chị thì mình mới giới thiệu người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến với Mylisa để làm đẹp nhá. Và bây giờ thì em xin phép phỏng vấn một chị khách hàng tại Mylisa ngay lúc này nhá. Em chào chị ạ. Chị ơi, hôm nay mình đến Mylisa mình làm dịch vụ gì ạ? Làm mày và làm môi đúng không ạ? Vì sao mà chị biết đến Mylisa hả chị? Các bạn chị giới thiệu. Thế bạn chị hôm nay có đi cùng chị không? Đi cùng chị ạ. Thế bạn chị hôm nay đấy làm dịch vụ gì? Bạn chị ạ, bạn chị làm da đã đẹp chưa chị? Đẹp rồi, hôm nay giới thiệu chị đến đúng không ạ? Dạ vâng. Hôm nay các chị đi đông không ạ? Đi mấy người ạ? Đi 3 người đến làm đẹp luôn ạ. Rồi thì em cảm ơn chị nha. Đây là một khách hàng thực tế tại Mylisa lúc này nha các chị ơi. Một khách hàng thực tế tại Mylisa lúc này đây ạ. 3 người đi làm đẹp cùng với nhau luôn. Một người làm đẹp rồi giới thiệu thêm cho 2 người đến với Mylisa để cùng làm đẹp ngay lúc này đây ạ. Và lượng khách hàng đông vui tấp nập này luôn luôn đông vui luôn. Bởi vì sao ạ? Lượng khách hàng ở Mylisa lúc nào cũng đông như chảy hội. Điều này minh chứng chính xác nhất cho chất lượng sản phẩm của nhà Mylisa. Mylisa có làm đẹp cho các chị thì các chị mới tin yêu, mới đến Mylisa để làm đẹp đúng không ạ? Và các chị thấy không ạ? Lượng khách hàng ngay lúc này mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Làm đẹp cho các chị về thì một người giới thiệu cho 10 người, 10 người cũng đông như chảy hội luôn Mylisa. Và nhanh chân đến với Mylisa, khách hàng comment, chị Ngọc Tú comment là em ơi, đó, khách đông như này có phải chờ lâu không đúng không ạ? Thì lượng khách hàng nhà Mylisa đông, nhưng nhân viên nhà Mylisa lúc nào cũng đông như chảy hội luôn. Nên là các chị hoàn toàn yên tâm nhá. Khách hàng nào đến trước lấy số thứ tự làm trước, ai đến sau lấy số thứ tự làm sau. Nên là mình yên tâm đến với Mylisa để lấy số thứ tự để làm nhé. Đó, và bây giờ thì em xin phỏng vấn một chị khách hàng đang làm hồ sơ ở đây nhá. Em xin phỏng vấn một chị khách hàng đang làm hồ sơ đây ạ. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, hôm nay mình đến Mylisa làm dịch vụ gì ạ? Chị đến dạo chân mày đúng không ạ? Ô chị ơi, chân mày của chị đẹp như thế này rồi mà sao hôm nay mình vẫn đến dạo má? Dặm cho bền màu luôn hả chị? Dạ vâng ạ. Các hàng quý khách hàng có thấy chân mày của chị này đẹp không ạ? Hôm nay chị khách hàng này đến với Mylisa để dặm mày nhá. Và chị như chị nói là dặm mong muốn là dặm cho bền màu, nhưng các chị ơi, khi mà làm trên khuôn mặt của mình á, tiêu chí đẹp là tiêu chí quan trọng nhất nha. Còn tiêu chí để mà nói là bền á, để mà ăn chắc mặc bền, nhiều khi là những cái màu mực ở bên ngoài người ta phun cho mình á 5 năm 10 năm nhưng bị chỗ xanh chỗ đỏ thì không phải là tiêu chí để mình lựa chọn nhá. Và màu mực của Mylisa khi mà các chị làm đẹp về xong á, 2-3 năm sau màu mực nhạt đi rồi, mình thích thay đổi dáng mẫu gì thì rất là dễ luôn nha. Và chị khách hàng này đã làm phun mày ở Mylisa được 2 tháng rồi, hôm nay đến kiểm tra chân mày đấy ạ. Các chị có thấy cặp chân mày này đẹp không ạ? Và sở hữu một cặp chân mày như thế này thì chi phí cực kỳ ưu đãi luôn nha. Và chị ơi cho em hỏi luôn là hôm trước chị phun cặp chân mày này bao nhiêu tiền ạ?
có 450.000 một cặp chân mày như thế này thôi đúng không ạ? Các chị thấy không ạ? Khách hàng này đi vào chương trình khuyến mãi có 450.000 một cặp chân mày thôi ạ. Và bình thường á, Maynisa full mày chạm hạt xương bay giá gốc 1.8 triệu, ưu đãi chỉ còn 900.000 thôi nha. Chỉ với 900.000 là mình sở hữu ngay một cặp chân mày đẹp vạn người mê như thế này rồi. Nên là mình chưa đến với Maynisa làm đẹp được trực tiếp trên livestream này, có thể để lại số điện thoại để nhân viên Maynisa gọi điện đặt lịch và gửi hóa đơn sản phẩm về, gửi hóa đơn dịch vụ về tận tay cho mình luôn nha. Các chị chiêm ngưỡng cặp chân mày này có đẹp không ạ? Cặp chân mày này có xinh không ạ? Mới có 2 tháng tuổi thôi nha. Cặp chân mày mới có 2 tháng tuổi thôi ạ. Hôm nay quay lại giảm nha. Và lượng khách hàng lúc này em đang phát livestream cho các chị xem trực tiếp lúc này mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Mới có hơn 7 giờ sáng tại Maynisa nha. Và lượng khách hàng đông là minh chứng cho chất lượng của Maynisa. Maynisa có làm đẹp cho các chị về thì một người giới thiệu cho 10 người, 10 người giới thiệu cho 100 người thì lượng khách hàng của mình phỏng vấn thêm một tại Maynisa mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Và em xin phỏng vấn thêm một vài khách hàng đang ngồi tại trực tiếp tại đây luôn nhá. Dạ em chào hai chị ạ. Em chào chị ạ. Chị ơi hôm nay mình đến với Maynisa mình làm dịch vụ gì đấy ạ? Chị làm dịch vụ full mày đúng không ạ? Dạ cho em hỏi là vì sao mà mình biết đến Maynisa ạ chị? À với chị này ngày trước là chị làm ở nhà em rồi đúng không chị? Chị ơi chị full chân mày ở Maynisa bao nhiêu rồi ạ? Đây là chân mày của chị là 2-3 năm rồi đây đúng không chị? Và hôm nay là chị mong muốn là đây là minh chứng chính xác nhất nha. Em cảm ơn chị ạ. Đây là khách hàng người thật việc thật đúng không chị? Và chị là khách hàng thực tế của Maynisa đúng không ạ? Bởi vì ở đây đang có khách hàng comment là có phải là thuê người vào ngồi cho đông không? Thì em xin khẳng định luôn nha. Trước tất cả những khách hàng này em xin khẳng định luôn, đây là hoàn toàn người thật, việc thật, khách hàng thật của Maynisa. Chứ Maynisa không thể nào mà thuê với Maynisa không thể nào mà thuê số lượng người khách hàng gọi là thuê người ngồi đây cho đông được đâu ạ. Đây là khách hàng thực tế của Maynisa đúng không chị? Chị có thể khẳng định lại cho các dạ vâng ạ. Bây giờ chân mày của chị là được 2-3 tầm hỏng tầm 2-3 năm này. Đến với Maynisa làm khoảng tầm 2-3 năm rồi và hôm nay muốn đến làm lại để cho dáng chân mày sắc nhất cho chất lượng sản phẩm của Maynisa nhá. Maynisa có làm đẹp cho các chị thì các chị mới tin yêu này. Hôm nay chị còn giới thiệu thêm một chị bên cạnh đến làm với Maynisa làm đẹp đúng không ạ? À 3 người luôn ạ chị. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nha, cảm ơn chị luôn tin tưởng này, lại còn giới thiệu thêm khách cho Maynisa nữa. Và đây chính là minh chứng chính xác nhất cho chất lượng của Maynisa, sản phẩm của Maynisa đấy ạ. Maynisa có làm đẹp thì các chị mới tin, đồng thời còn giới thiệu thêm người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến với Maynisa để làm nha. Chị Nguyễn Thương ơi, cho em xin lại số điện thoại đi ạ. Chị Nguyễn Thương cho em xin lại số điện thoại để nhân viên Maynisa gọi điện cho chị nha. Chị Thanh tâm chị Dương nha. Và bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Mới có hơn 7 giờ sáng mà lượng khách hàng chính xác tại Maynisa lúc này nha. Lượng khách hàng tại Mai, lượng khách hàng của Maynisa lúc nào cũng đông như chảy hội. Nên là điều này minh chứng cho chất lượng của Maynisa, chất lượng sản phẩm dịch vụ của Maynisa có tốt thì các chị mới tin yêu đến với Maynisa như thế này đúng không ạ? Và nhiều khi khách hàng đến với Maynisa đông như thế này thì sợ là em hàng của Maynisa lượng khách rất là đông, lúc nào cũng đông như chảy hội luôn. Nhưng mà nhân Maynisa làm đẹp ạ, thì Maynisa khách hàng nào đến trước lấy số thứ tự làm trước, khách hàng nào đến sau lấy số thứ tự làm sau nha. Maynisa lượng khách hàng đông nhưng nhân viên cũng vô cùng là đông luôn ạ. Chị Giang Nguyễn muốn làm mày môi để lại cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Hiếu Nguyễn Maynisa xin chào luôn ạ. Chị Giang Nguyễn ơi, chị muốn làm mày môi cho em xin lại số điện thoại nha. Có số điện thoại để nhân viên gọi điện tư vấn cho mình luôn ạ. Và khách hàng thấy không ạ? Khi mà một khách hàng đến với Maynisa làm đẹp về giới thiệu chim thêm cho 10 người, 10 người giới thiệu cho 100 người thì lượng khách hàng của Maynisa lúc nào cũng đông như chảy hội luôn. Và khách hàng yên tâm nha, lượng khách đông thì nhân viên cũng rất là đông luôn. Và khách hàng đến với Maynisa lúc nào cũng đảm bảo được chất lượng sản phẩm dịch vụ của Maynisa nha. Không bao giờ vì lượng khách đông mà nhân viên Maynisa làm ẩu đâu ạ. Bởi vì một nhân viên làm xấu, một nhân viên làm ẩu, một chi nhánh làm xấu sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của thẩm mỹ viện Maynisa. Nên không bao giờ tổng giám đốc mà phải làm cho các chị thật đẹp để sao quay lại đến với Maynisa để làm đẹp. Mặt của Maynisa lúc nào cũng đông như chảy hội nhá. Nên là các chị hoàn toàn yên tâm, Maynisa luôn luôn nâng cao chất lượng này, sản phẩm dịch vụ của Maynisa để phục vụ cho các chị, làm cho các chị thật đẹp để 1-2 năm sau khi mà các chị quay lại thì Maynisa lúc nào cũng đông như chảy hội luôn nha. Và các chị thấy không ạ? Được khách hàng lúc này em đang phát cho các chị xem mới có hơn 7 giờ sáng thôi nha. Mới có hơn 7 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023. Và livestream này là livestream phát trực tiếp chứ không phải là livestream phát đi phát lại nha. Và các chị thấy luôn, chứ Maynisa không có hề phát đi phát lại luôn nha. Chị Thúy Nguyễn ơi, full chân mày đúng không ạ? Maynisa đang ưu đãi 1.8 triệu chỉ còn 900.000 thôi ạ.
Marisa đã ưu đãi full công nghệ dịch vụ, full mày chạm hạt xương bay 1.8 triệu chỉ còn 900 ngàn thôi ạ. Còn những khách hàng nào mà đang muốn làm dịch vụ full môi ạ, công nghệ full môi tán chỉ còn 1.300.000 thôi nhá. Công nghệ full môi tán màu Lightus độc quyền tại Marisa từ 2.6 triệu chỉ còn 1.300.000 thôi ạ. Từ 2.6 triệu chỉ còn 1.300.000 thôi. Nên các chị đang muốn sử dụng dịch vụ full mày, full môi tại Marisa thì mình để lại số điện thoại ở trên livestream này, để lại số điện thoại ở trên livestream này để Marisa gọi điện tư vấn và có thể là chốt đơn cho mình luôn nha, đặt lịch cho mình luôn được ạ. Các chị ơi, mình để lại số điện thoại ở trên livestream nhá. Và các chị nào đang xem livestream của Marisa lúc này, mình bấm tim thả like chia sẻ bài viết rộng rãi cho Marisa luôn nhá. Và lượng khách hàng lúc này em đang phát cho các chị xem nhá, mới có thứ hai đầu tuần thôi ạ. Mới có thứ hai đầu tuần thôi. Hôm nay mới có thứ hai đầu tuần thôi và hôm nay á là đầu tuần mà chị thấy không ạ, mới có hơn 7 giờ sáng mà lượng khách hàng tại Marisa đông như chảy hội luôn. Điều này minh chứng cho chất lượng sản phẩm của Marisa, chất lượng dịch vụ của Marisa có tốt thì các chị mới tin yêu đến với Marisa làm đẹp đông như thế này nhá. Thứ hai đầu tuần hay cuối tuần lúc nào lượng khách hàng tại Marisa cũng đông như chảy hội luôn. Nên là các chị yên tâm đến với Marisa ngay lúc này để làm đẹp nha. Và ngay bây giờ thì em xin phỏng vấn một chị khách hàng này, một chị khách hàng đang ngồi ở đây để làm đẹp đây ạ. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, hôm nay mình đến Marisa làm để làm đẹp đúng không chị? Hôm nay chị đi cùng mấy người ạ? Dạ vâng ạ, chị đi cùng 3 người đúng không ạ? Và mình làm môi, làm mày, làm da, làm tất tần tật tại Marisa rồi đúng không ạ? Rồi thế cho em hỏi này, làm cả mí luôn hả chị? Dạ vâng ạ. Thế thì hôm nay mình giới thiệu khách đến với Marisa đúng không ạ? Dạ vâng, thế cho em hỏi là em thấy bên hình ảnh bên iPad này này là một cái hiện trạng da này bị rất là nhiều nám, cho em hỏi đây có hiện trạng da của chị trước đây không? Đây là hiện trạng da của chị trước đây luôn, đúng là chị luôn á? Rồi cho em hỏi là trước đây là da của chị bị tình trạng như thế nào chị nhỉ? Nám chân sâu với nám mảng, bây giờ chị làm được 3 lần rồi. Làm nám chân sâu, nám mảng, ôi dày lì lịt nguyên một bên má luôn. Và đây là hiện trạng của mình đúng không chị? Thì trước khi đến với Marisa chị có từng đi làm ở đâu hay bôi sản phẩm gì không? Không, chị chưa làm. Chưa làm gì, bôi gì? Chưa làm, bôi một cái gì. Thế vì sao mà chị biết Marisa chị? Thì có một bạn giới thiệu thì mình đi. Có sao mình lại giới thiệu cho các bạn đi. À rồi ok. Thế nên là lượng khách của Marisa mới đông như này anh chị. Mới có thứ hai đầu tuần thôi mà chị thấy cái lượng khách có đông không chị? Đông đúng không ạ? Rồi em quay hiện trạng này là khách hàng của trước khi làm tại Marisa nhá. Da của chị bị nám đinh, nám mảng nguyên hai bên má của khách hàng luôn. Và nám rất là đậm, nám rất là chân sâu luôn nha. Và hiện trạng bây giờ da của chị khách hàng đây ạ. Hiện trạng da của chị khách hàng ngay bây giờ tại đang ngồi tại Marisa luôn nha. Các chị có thấy không ạ? Khách hàng này không những hết nám mà làn da còn căng, trắng, mịn màng luôn. Và làn da còn trẻ hơn rất là nhiều luôn. Thế sau khi làm nám ở Marisa về á thì mọi người nhận xét về da chị như nào ạ? Đỡ nhiều. Đỡ nhiều đúng không chị? Đẹp hơn đúng không chị? Chị ơi chị đi cùng á? À chị này đi cùng luôn á? Chị và phải giới thiệu cũng đông đông nhưng mà người ta này bận người ta không đi. Dạ. Mới có 3 người đi cùng chị. Xác nhất cho chất lượng dịch vụ tại Marisa, chất lượng sản phẩm tại Marisa nhé các chị ơi. Đây là khách hàng bảo một chị khách hàng sau khi mà đến với Marisa làm đẹp da nám xong này, về da không những mà hết nám mà còn mờ, mà còn trắng hơn, căng hơn, mịn hơn. Và em quay lại hiện trạng da ban đầu cho các chị xem nhá. Quay lại hiện trạng da ban đầu của chị khách hàng này cho các chị xem nhá. Da ban đầu của chị khách hàng này bị nám đinh, nám đẹp tại Marisa sử dụng công nghệ cao kết hợp với sản phẩm Dr. Magic là bộ N3 đúng không chị? Đó thì cái sản phẩm sau khi sử dụng sản phẩm bộ N3 này, bộ N3 ngày hôm nay ưu đãi là còn 2.980.000. Thì từ một cái làn da nám đinh, nám mảng này, nám chân sâu nguyên một bên má của khách hàng như thế này mà làm cho khách hàng này sau khi liệu trình làm đẹp da tại Marisa thì da của khách hàng bây giờ căng, trắng, sáng, mịn màng và cái vết nám được mờ đi rất là nhiều luôn ạ. Chị ơi thì nhân đây thì em có thể xin phép chị làm chị đối với những khách hàng mà đang xem live stream mà có cái hiện trạng da như chị á thì chị nhắn nhủ gì đến với những khách hàng như thế ạ? Theo như mình thì lên đến với Marisa để làm đúng không chị? Rồi đó, đây là nhận lời nhắn nhủ của một khách hàng người thật việc thật tại Marisa nhé. Các chị nám mảng tàn nhang rồi mồi đốm nâu này hay da không được căng không được trắng thì cứ mạnh dạn đến với Marisa để làm đẹp luôn nha. Và những khách hàng như thế này là người thật việc thật tại Marisa đấy ạ. Và Marisa có làm đẹp cho các chị thì các chị mới tin tưởng đến với Marisa để làm đẹp, đồng thời còn giới thiệu thêm cả người thân bạn bè đồng nghiệp của mình đến với Marisa để làm đẹp nữa. Đây chính là lý do tại sao lượng khách hàng tại Marisa cuối tuần thì lượng khách hàng tại Marisa cao. Chị ơi, cho em hỏi nha, mình có nhớ giá một lần làm đẹp da công nghệ cao một lần là bao nhiêu không? 800 ạ. Rồi, và mình sử dụng thêm bộ sản phẩm gì nữa ạ?
4NA đúng không ạ? Đó các chị thấy không ạ? Một lần làm đẹp da công nghệ cao là 800.000, kết hợp với sử dụng bộ sản phẩm là bộ N3 thì sẽ giúp cho cái làn da của khách hàng vừa hết nám mà còn căng trắng mịn màng hơn. Chị nên là những khách hàng nào mà da đang bị nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đổi màu đốm nâu mà xem được cái livestream này thì mình dùng, sau đó đến may ra để làm đẹp nha. Bộ N3 làm đẹp da công nghệ cao chi phí là 800.000 luôn nha. Chị Mi Huỳnh ơi, em thấy số điện thoại của chị rồi ạ. Chị Hoa Phạm, chị Siêu Huỳnh, Mai Sa xin chào luôn, chị Ngọc Hân Mai Sa xin chào luôn ạ. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi livestream của Manisa lúc này nha. Và em đang phát livestream trực tiếp cho các chị xem lúc này. Mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Mới có hơn 7 giờ sáng thứ hai đầu tuần mà lượng khách hàng của Manisa lúc này các chị có thấy đông vui tấp nập không ạ? Có thấy không khí nhộn nhịp tại Manisa ngay lúc này không ạ? Đó, và em đã quay cho Manisa luôn ạ. Và các chị ơi, nhiều chị khách hàng đang xem livestream đang hỏi là: "Trời ơi chị yên tâm, Manisa luôn luôn nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn luôn nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ cho các chị đẹp, về một người giới thiệu cho 10 người, 10 người chảy hội được ạ." Và các chị yên tâm nhá, Manisa luôn luôn đảm bảo cho các chị chất lượng, phục vụ các chị thật là tốt, thật là đẹp luôn nhá. Bởi vì một con sâu làm dầu nồi canh, một chi nhánh làm xấu, một nhân viên làm xấu sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống thẩm mỹ viện Manisa. Nên Manisa không bao giờ để những nhân viên yếu kém, tay nghề yếu kém làm cho các chị đâu ạ, mà phải làm cho các chị thật đẹp để sau khoảng tầm 2-3 năm này, chân mày mờ đi này, môi nhạt hơn thì các chị đến với Manisa làm đẹp, còn giới thiệu thêm bạn bè đồng nghiệp của Manisa lúc nào cũng đông như chảy hội luôn nha. Các chị yên tâm, đến trực tiếp lúc này mới có hơn 7 giờ sáng thôi ạ. Và Manisa có 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc, đồng nhất về trang thiết bị, máy móc này, đồng nhất về cơ sở, đồng nhất về giá cả. Nên các chị đến với chi nhánh nào thì cũng đều được làm đẹp luôn nha. Manisa khẳng định luôn đã làm một hệ đến chất lượng máy móc để làm cho các chị thật đẹp luôn ạ. Và các chị ơi, mình bấm tim thả like, mình chia sẻ bài viết cho Manisa nha, để lan tỏa Manisa đến với người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình, để những chị khách hàng nào đang còn muốn có nhu cầu làm mày, làm môi, làm mí hay là làm đẹp da, hay da bị mụn, bị sẹo rỗ, lỗ chân lông to thì mình đến với Manisa để làm đẹp luôn nha. Và em cũng xin phép khách hàng một vài phút để quay livestream trực tiếp cho các chị xem rồi. Và cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của Manisa lúc này. Chúc các chị có một ngày thật là vui vẻ luôn nha. Manisa xin chào và hẹn gặp lại.